bị ô nhiễm, nguồn nước bị nhiễm độc, chất thải đổ bừa bãi, sức khỏe người dân bị đe dọa nghiêm trọng. Đó là thực trạng tại làng nghề tái chế nhôm Mẫn Xá tại xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Làng nghề Mẫn Xá được biết đến là làng nghề tái chế nhôm lớn nhất của miền Bắc, đã tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động và mang lại sự phát triển kinh tế ở vùng này. Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây, kinh tế phát triển đi lên bao nhiêu thì ô nhiễm môi trường lại đi xuống bấy nhiêu. Điểm nóng này tồn tại từ thế hệ này qua thế hệ khác, từ năm này qua năm khác, do thiếu sự chỉ đạo và xử lý quyết liệt từ các cấp chính quyền, cơ quan chức năng. Cuộc sống của người dân nơi đây chìm vào trong ô nhiễm, sức khỏe bị ảnh hưởng ở mức báo động đáng lo ngại. Có mặt tại làng nghề Mẫn Xá, hàng trăm ống khói của lò đúc nhôm thi nhau xả khói cả ngày lẫn đêm không qua xử lý, khói bụi và các khí độc hại mờ mờ ảo ảo bao trùm toàn bộ bầu không khí của cả vùng. Còn người dân thì sống trong sự ô nhiễm và bệnh tật. Không chỉ khói bụi mà chất thải của làng nghề cũng được xả thẳng ra môi trường mà không qua bất kỳ một khâu xử lý nào, từ quốc lộ cho đến nghĩa trang, từ vườn hoa cho đến khu dân cư. Nguồn nước bị ô nhiễm trầm trọng từ những núi chất thải, những nguồn nước đen nhánh này thẩm thấu vào môi trường nước ngầm sẽ làm cho cuộc sống của con người cũng như động vật dần bị hủy diệt. Được biết, từ năm 2015, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã phê duyệt dự án cụm làng nghề Mẫn Xá với tổng diện tích lên tới gần 30 hectare. Thế nhưng dự án chậm tiến độ gần chục năm do khó khăn trong quá trình giải phóng mặt bằng. Đến thời điểm hiện tại, cụm công nghiệp Hanaka đã đi vào hoạt động. Cho dù chưa đủ điều kiện bắt buộc về hạ tầng kỹ thuật, kế hoạch bảo vệ môi trường cũng như hệ thống xử lý chất thải. Chủ trương di rời bãi tập kết chất thải đã có, nhưng việc xác định đơn giá vận chuyển cũng khiến cho dự án gần như dậm chân tại chỗ. Những hàng rào quây tôn cao hơn đầu người nhằm ngăn chặn việc đổ trộm chất thải vào khu vực này, thế nhưng lại vô tình có những lối mở tạo điều kiện cho các hộ dân sản xuất cũng như cụm công nghiệp đổ trộm chất thải. Vấn đề này cũng đang khiến các cơ quan chức năng khó khăn trong việc tìm hướng xử lý. Theo một số tài liệu, quá trình tái chế nhôm thường sử dụng nhiệt độ cao và các hóa chất độc hại dẫn đến sự phát thải của các hạt bụi mịn và các khí độc hại như CO2, CO, SO2 và NOx. Các chất thải từ quá trình sản xuất nhôm không chỉ ảnh hưởng đến không khí mà còn gây ra ô nhiễm nước và đất đai. Những chất thải này có thể rò rỉ vào nguồn nước ngầm và nước mặt, gây ảnh hưởng đến nguồn cung cấp nước cho cả cộng đồng và môi trường sống. Đồng thời, việc sử dụng đất đai cho các công trình và bãi chôn thải cũng đang khiến cho đất đai trở nên không thích hợp cho sự phát triển của cây trồng và động vật.